Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình nông nghiệp trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Và thưa quý vị, trong nhiều năm qua thì cây thanh long có thể nói là một trong những loại trái cây xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với giá trị kim ngạch xuất khẩu mỗi năm lên đến khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Và điều đó đã giúp cho mang lại rất là nhiều những cái giá trị kinh tế cho đất nước nói chung, cho từng địa phương nói riêng và đặc biệt là cho người nông dân trồng cây thanh long. Thế nhưng mà như nhiều năm qua thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đôi khi đầu ra của trái thanh long tại Việt Nam chưa được ổn định, xuất khẩu của chúng ta đôi khi cũng không được bền vững, có những lúc thì người nông dân rơi vào bế tắc và thua lỗ nặng nề. Vậy thì làm thế nào để việc sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu trái thanh long được ổn định hơn, bền vững hơn và có thể là nâng cao giá trị xuất khẩu của trái thanh long hơn, từ đó thì giúp cho hiệu quả kinh tế của người trồng thanh long cũng được nâng cao. Đó sẽ là nội dung mà chúng tôi thực hiện chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và đến tham dự với chương trình thì Phương Thảo cũng xin phép được giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Quốc Trịnh là Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long tỉnh Long An. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu với buổi tọa đàm này, thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Việt Nam là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới, với kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la. Thanh long Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc, ngoài ra còn vươn tới nhiều thị trường khác. Là nước xuất khẩu thanh long số 1, nhưng đầu ra của thanh long Việt Nam chưa ổn định, vẫn còn bấp bênh, thậm chí có thời điểm bế tắc, khiến nông dân bị thua lỗ nặng. Hai tháng đầu năm nay, do tình trạng ùn ứ xe nông sản xuất khẩu ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc, thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 124 triệu USD, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chính là do thanh long Việt Nam vẫn đang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, chủ yếu là theo đường tiểu ngạch, nên dễ lâm vào tình trạng khó khăn mỗi khi Trung Quốc kiểm soát chặt biên giới. Trung Quốc á, thì hiện nay họ có, mình biết họ làm như thế nhưng mình không thể nào làm được. Khi mà thanh long không có thanh long thì họ đưa giá lên rất là cao để nó họ bán ra hết. Khi họ bán hết rồi bắt đầu cái họ hạ cái thanh long chính, họ hạ xuống. Thanh long mình có theo khoảng một tuần lễ có một lần, cứ họ bán, họ bung giá cao lên họ bán xong hớ thanh long họ hạ xuống nữa. Bắt đầu thanh long chính hạ họ xuống. Hạ giá để mua. Thì vậy như vậy nhưng mà mình lại phụ thuộc rất là nhiều. Khi vào mùa thì mình bán cái cây tươi thì nó sẽ không hết. Do đó thì một số doanh nghiệp họ ra họ làm rất là nhiều cái chế biến. Cái giá nó sẽ bền vững và nó có ký kết hợp đồng rõ ràng với các nước khác. Họ cần ký với mình trước. Rồi cái giá nó sẽ ký giá ổn định trước chứ không phải là chờ tới thu hoạch rồi bắt đầu mới báo giá để cho nó phát triển cho bền vững cho cái ngành thanh long. Riêng ở Long An riêng thì cũng như cả nước nói chung. Để thanh long phát triển ổn định, ngày càng gia tăng về giá trị xuất khẩu, rất cần có những giải pháp bền vững hơn cho cả ngành thanh long, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào nội dung buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa hai vị khách mời, chúng ta phải khẳng định một lần nữa là Việt Nam là quốc gia xuất khẩu số 1 về trái thanh long. Và trái thanh long thì cũng là một trong những loại trái cây mà chiếm cái giá trị xuất khẩu hàng đầu của đất nước ta. Thế nhưng mà nhiều người dân thì có lẽ là cũng chưa hiểu rõ hết về cái quá trình mà chúng ta sản xuất cây thanh long như thế nào. Thì chắc là xin được mời ông Tùng có thể chia sẻ toàn cảnh về quá trình sản xuất thanh long tại Việt Nam ạ. Trước hết thì khi nói tới thanh long ở Việt Nam thì mọi người đều liên tưởng tới là Bình Thuận, tới Long An và tới Tiền Giang. Thực sự ra thì thanh long ở Việt Nam trồng được khách ở 63 tỉnh thành. Và hiện nay thì cái diện tích thanh long của mình cũng chiếm khoảng trên 63.000 hectare. Tất nhiên năm 2024 ở nhiều nơi thì vẫn tập trung nhiều nhất là ở Bình Thuận với khoảng 35.000, ở Long An thì khoảng 12.000, ở Tiền Giang sắp xỉ khoảng 4-5.000. Ba tỉnh này là ba cái tỉnh mà chiếm cái diện tích thanh long chủ yếu và cũng là ba tỉnh xuất khẩu chủ yếu. Hầu như 90% cái lượng thanh long của Việt Nam là xuất khẩu. Một năm chúng ta có khoảng 1.300.000 tấn thanh long trong cả nước. Thì chúng ta xuất khẩu khoảng 1.000.000 tấn. 300.000 tấn còn lại thì chúng ta tiêu thụ trong nước và dành cho chế biến nhỏ thôi. Chúng ta cũng không có quá nhiều các cái sản phẩm chế biến thanh long.
Và thị trường xuất khẩu thanh long của chúng ta thì hầu như 90% là Trung Quốc. Nhưng mà trước khi nói về những cái khó khăn mà chúng ta có thể nhìn thấy trong thời gian qua, thì mình cũng không thể nào mà không nhắc đến và không khẳng định rằng là rõ ràng đối với thế giới thì Việt Nam vẫn là quốc gia xuất khẩu trái thanh long số 1. Vậy thì tôi lại muốn hỏi ông Quốc Trịnh ạ. Theo ông là nhờ đâu mà Việt Nam lại có một cái vị thế xuất khẩu trái thanh long như hiện nay ạ? Theo như anh Thùng đã nói, chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta trồng khoảng 70.000 hectare, thì sản lượng hàng năm thì có trên 1 triệu tấn. Và hiện nay thì trồng tập trung ở 3 tỉnh là thứ nhất là Bình Thuận, thứ hai là Long An và thứ ba là Tiền Giang, còn lại thì còn rải rác các tỉnh thành. Thì ngoài cái diện tích đất tăng cao thì trái long nó cho một cái mùi ngon, ưa chuộng là cái mùi ngon ngọt, và đặc biệt là nó giải nhiệt rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Nếu mùa nắng nóng này mà chúng ta ăn quả thanh long thì thật là tuyệt vời. Vậy thì và nó là một cái trái, một cái quả không thể mà thay thế được trong cái mâm ngũ quả mà chúng ta cúng ông bà tổ tiên. Đó là, và nó tượng trưng cho màu đỏ là tượng trưng cho sự hạnh phúc và đầy đủ. Yeah. Cái đó thì là người Trung Quốc họ rất là thích cái màu đỏ này. Cái đó thì hiện nay thì thanh long chúng ta trồng được phổ biến ở Việt Nam có 4 loại. Biết cái là cái thanh long mình đó thì nó có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như là trên vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, B3, cũng như là một số cái khoáng chất như là canxi, sắt, phốt pho. Vậy thì nhiều người nghiên cứu thì khi mà ăn 100 mg thanh long thì nó cho chúng ta là khoảng 21 mg vitamin C, khoảng 3 g chất xơ, và nạp cho cơ thể chúng ta là 20 cái calo. Cái đó thì ngoài ra thanh long thì còn cải thiện cho chúng ta một số cái bệnh, ví dụ như là bệnh tim mạch, như là bệnh niềm mắt, cũng như một số chữa được, có thể ngừa được một số bệnh như ung thư, cũng như là cái đau khớp. Thì ngoài ra thì vậy thì chờ cái đó, thì hiện nay thì cái khu hút của cái lòng trên cả thế giới, cũng như trên, đặc biệt là cái nước mà chúng ta tiêu thụ nhiều nhất là nước Trung Quốc, họ rất là thích cái quả thanh long của Việt Nam chúng ta. Ngoài thị trường Trung Quốc thì hiện nay Việt Nam mình còn xuất khẩu thanh long đi những quốc gia nào khác nữa ạ? Ngoài Trung Quốc ra, chúng ta tìm rất là nhiều nước có tiềm năng lớn, cũng như là độ bình dựng cao, là giống như nước là chúng ta đang đi qua là Nhật Bản, Hàn Quốc, là các nước ASEAN như Hoa Kỳ, như Úc, hiện nay Ấn Độ, rồi nhiều miền. Nhưng mà khi mà chúng ta đi ra những cái nước ra mà như ASEAN á, thì chúng ta sẽ bị dướng có một số cạnh tranh lớn ở các nước như là Đài Loan, như Thái Lan, như Malaysia. Thế nhưng mà câu chuyện vẫn là đầu ra của trái thanh long thì vẫn rất là bấp bênh. Theo cá nhân ông Trịnh thì ông đánh giá là vì sao mà cái đầu ra của trái thanh long hiện nay nó vẫn cứ bấp bênh như vậy ạ? Thì theo tôi, cá nhân tôi thì đánh giá, mình nói mình xuất khẩu thanh long, nhưng thực ra hiện nay mình chỉ xuất thanh long đi theo đường tiêu ngạch, chứ kêu gọi là xuất khẩu thanh long. Chứ là do đó thì người ta bị dướng nguyên nhân chính là do này. Do đó thì ở phía Trung Quốc họ chưa có cho mình đi được đường chính ngạch. Thì cái đường tiêu ngạch rất là rủi ro, chúng ta đi thì rất là rủi ro. Thì các thương nhân Trung Quốc á, họ mua mình, họ không có hợp đồng, không có ký kết gì hết. Thì khi mình đi qua tới bản á, thì trên đường đi thì rất là nhiều cái rủi ro, ví dụ như là khi mà vào mùa chính vụ thì thanh long nhiều, thì các họ không điều tiết được cái qua cửa khẩu, thông quan qua cửa khẩu, nó sẽ bị ùn tắc và cái ứ động làm ảnh hưởng rất là lớn đến cái người trồng thanh long. Hiện nay Trung Quốc họ đang chương trình là Zero Covid, rất ảnh hưởng rất lớn. Họ kiểm tra 100% trên toàn bộ cái nông sản Việt Nam, đặc biệt luôn trên thanh long. Trước đây họ kiểm tra khoảng 5% là lớn rồi, nay trên 100%. Và các hải quan Trung Quốc họ bắt buộc phải các doanh nghiệp ở Việt Nam phải là có mã dùng rồi mã số của các loại, họ kiểm dịch rất là chặt chẽ. Như ông có nói thì là hiện nay phần lớn việc mà chúng ta xuất khẩu thanh long là đi theo đường tiểu ngạch. Vậy tại sao cái vấn đề khó khăn ở đâu mà chúng ta vẫn chưa thể chuyển được từ việc xuất khẩu đường tiểu ngạch sang chính ngạch ạ? Thật ra thì cũng không riêng thanh long, chúng tôi đang nói nhiều về nông sản này. Thì một cái loại nông sản muốn đi vào một cái quốc gia hay là muốn đi vào đến người tiêu dùng, mình đang nói quốc gia đây, như anh Trịnh đã nói về phía Trung Quốc chẳng hạn,
thì nó luôn luôn có những cái yếu tố, ví dụ như là anh đã nói tới cái hàng rào thuế quan, có nghĩa là mình xuất chính ngạch hay là mình xuất tiểu ngạch. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái hàng rào kỹ thuật. Hàng rào kỹ thuật là người ta đưa ra những cái tiêu chí, ví dụ như kích cỡ trái thanh long phải là bao nhiêu, màu sắc nó như thế nào, độ ngọt, độ này kia vân vân, thì mình kỹ thuật và nó đạt được cái vệ sinh an toàn thực phẩm theo cái yêu cầu của cái quốc gia nhập khẩu. Trung Quốc họ có thể đưa ra những tiêu chí khác, Nhật Bản có thể tiêu chí khác, Hoa Kỳ có thể tiêu chí khác, thì mình gọi nó là cái hàng rào kỹ thuật. Nó còn có một cái hàng rào nữa, đó là cái hàng rào về kiểm dịch, tức là những cái đối tượng dịch hại nó có thể đưa vào trong cái quốc gia này hay không đối với thực vật. Thì ba cái hàng rào đó trước đây là mình đã thấy mệt rồi, bây giờ lại thêm một cái hàng rào về dịch bệnh COVID nữa, thì nó là những cái chúng ta phải ngồi đánh giá là đó là những cái diễn biến bất thường ngoài các cái yếu tố về thị trường. Đối với mình cũng vậy, tức là các cái sản phẩm nông sản nhập vào Việt Nam thì mình cũng có những cái hàng rào như thế. Thì đây là một cái quy định của tất cả các cái quốc gia trên thế giới khi mà ta đưa những cái hàng hóa với nhau. Thì cái về xuất khẩu tiểu ngạch hay là chính ngạch, nhưng trình nói tôi cũng đồng ý, nhưng mà dù sao thì nó vẫn là xuất khẩu về sản lượng, có thể giá chúng ta thấp một chút không sao cả. Nhưng vấn đề còn lại là những cái yếu tố kỹ thuật để mà chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu của cái thị trường đó, thì hiện nay chúng ta còn đang lỏng lẻo chỗ này. Lỏng lẻo ở cái chỗ rằng là doanh nghiệp thì xuất khẩu ra một cái thị trường thì chúng ta cũng chưa nắm được hết tất cả những yêu cầu của nhà nhập khẩu, hoặc là nắm được một phần nhưng mà chúng ta chưa truyền đạt đến các cái người nông dân. Nông dân thì họ hoàn toàn có thể đáp ứng được hết tất cả những cái yêu cầu kỹ thuật. Vấn đề là anh đạt được cái yêu cầu kỹ thuật cỡ nào thì cái chi phí để mà đảm bảo được cái đó nó sẽ tăng theo và giá cả nó sẽ có chênh lệch. Tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa phân biệt rõ được. Ví dụ như anh sản xuất theo việc ghép thì giá bao nhiêu, Aloban ghép giá bao nhiêu, hoặc là cao nữa, hữu cơ thì giá bao nhiêu. Ngoài ra những cái đó thì các cái chỉ tiêu của các cái quốc gia khẩu họ đưa kèm theo, thì anh không sử dụng thuốc này, không sử dụng thuốc kia vân vân, nó không có những cái dư lượng đó trong cái trái cây của mình, thì cái đó là nông dân hoàn toàn có thể làm được. Vấn đề là khi chúng ta có những cái thông số đó một cách rõ ràng, minh bạch giữa các bên sản xuất, thì đây là cái điểm yếu trong cái liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây nói chung và trong đó có thanh long. Đối với sản lượng thanh long cả 1 triệu tấn một năm, thì hầu như các doanh nghiệp chúng ta mua cũng có đặt ra một ít các cái tiêu chí, nhưng nó không bao trùm và nó không rõ ràng. Vì thế là cái định hướng cho cái người sản xuất đi theo đó là nó chưa đạt. Vấn đề thứ hai nữa đó là vấn đề này nó tùy thuộc vào cái việc thâm canh của các địa phương, là chúng ta chưa chủ động giảm cái giá thành, giảm cái giá sản xuất. Hiện nay là cái xu hướng của sản xuất nông sản thế giới, tại vì người ta cạnh tranh với nhau về chất lượng hết rồi, thì bây giờ cạnh tranh với nhau về giá rồi, thì giá các cái quốc gia tương tự như mình thì có thể giá nó sẽ bằng nhau, thì mình phải cạnh tranh với họ. Có một vấn đề như thế này thưa hai vị khách mời, là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là trên báo chí và trên các trang mạng xã hội thì có xuất hiện những cái hình ảnh là những người nông dân chúng ta chặt bỏ những cây thanh long với lý do rằng là gặp thua lỗ, giá bán thấp và họ không muốn trồng nữa. Thưa ông Tùng và thưa ông Trịnh, thực tế câu chuyện này là như thế nào ạ? Nó có xảy ra cái hiện tượng đó, nhưng mà nó không phải là đồng loạt như Phương Thảo nói. Tức là nó có nhiều cái cách. Chúng tôi cũng đã đi đến các cái vườn thanh long cả ngay cái thời điểm và dư luận xã hội cho rằng là bán không được thì người dân chặt đi, tính là thật sự có chặt bỏ. Nó có nhiều cái cách để người ta bỏ cái đó, thì tôi muốn liệt kê đó thôi. Ví dụ như là vườn thanh long của họ nó cũng già cỗi rồi, họ cũng bỏ. Thứ hai nữa là khai thác nó không có hiệu quả nữa, qua một cái thời gian họ bị dịch bệnh tắc kè hay là đốm nâu vậy, thì nó không có năng suất nữa thì họ bỏ. Cái thứ ba nữa là cũng có một số vườn là cái gọi là cái quy mô diện tích nó quá nhỏ, không đủ để họ có thể mang lại cái lợi nhuận khi họ đầu tư, thì họ phá bỏ. Nhưng đó là những cái hiện tượng mà nó không mang tính chất đồng loạt, nó không mang tính chất phổ biến như là chúng ta hay nói. Chặt bỏ thì có, nhưng nó không phải là đồng loạt, nó cũng phải là phổ biến. Và tôi thì tôi ủng hộ những cái chuyện đó, ủng hộ những cái chuyện chặt đó. Lý do rằng là nếu họ để lại thì họ sẽ tốn kém rất nhiều, họ không khai thác được.
Và trong một cái khu thanh long chuyên canh thì nếu họ chặt bỏ đó thì mình mới gọi đó là cải tạo vườn thanh long, chứ không phải là chặt bỏ thanh long. Tức là họ cải tạo để họ theo trồng là một cái giống mới, một cái sức sống nó mạnh hơn, hoặc là họ bán vườn này cho người kia gom lại một cái quy mô diện tích nó lớn hơn, hoặc là họ muốn thay đổi một cái phương thức canh tác theo cái hướng an toàn để họ đạt được những cái giá trị sau này tốt hơn. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái chuyện bình thường. Và cái tuổi thọ và vòng đời của một cái loại cây cũng như là canh tác của một cái loại cây trồng thì nó luôn thay đổi. Và nó thay đổi đó thì nó tạo ra một cái sức sống mới cho cái người chủ vườn. Nhìn thanh long đó là chúng ta phải nhìn ở một cái chuỗi rất dài của thanh long, giống như là Bình Thuận là khoảng 20 năm hay là của Long An là khoảng trên 10 năm. Và khi người ta khởi nghiệp, những người nông dân khởi nghiệp bằng cái thanh long, chúng ta thấy rằng là cái bộ mặt nông thôn của những cái nơi trồng thanh long ở Bình Thuận trong 20 năm qua hoàn toàn thay đổi. Từ những cái nhà lá sập xệ và kết thành những cái nhà tường, Long An cũng vậy. Thì những cái thành quả của thanh long mang lại cho những nhà vườn đó, chúng ta có thể nhìn thấy nó hiện hữu. Còn những cái trục trặc nhỏ nhỏ của thanh long đó thì chúng ta cũng đừng có quá nặng nề, đừng có kêu án cái cây này, nó tội cho nó. Và nó cũng tội cho cái người sản xuất. Thì tôi nghĩ rằng là đánh giá một cái chuỗi là nó mang lại cho người nông dân cái gì, mang lại sự tăng trưởng cho địa phương cái gì, và chúng ta nhìn nhận trong thời gian sắp tới những cái gì sửa chữa để tốt hơn, chứ không phải nhìn rồi để ruồng bỏ nó, để xem nó giống như là cái mang lại những cái diện gì ác cảm đối với người sản xuất, thì cách tôi nghĩ nó không phải. Ngoài ra thì chúng ta có thêm những cái chia sẻ gì nữa khác ạ? Thì hiện nay thì cái khó nhất hiện nay thì cái cần nhất hiện nay thì các cơ quan các cơ quan mình phải đàm phán với phía Trung Quốc để mở cái cửa thông quan nhanh sớm lẹ để làm nó không bị ồn tắc, để giúp cho bà con nông dân được đẩy mạnh được cái lòng này. Đó là thứ nhất. Thứ hai thì mình phải cải tạo lại vùng trồng, các địa phương phải kết hợp lại với nhau, các ban ngành, các doanh nghiệp phải kết hợp với nhau lại với nhau để mình các địa phương phải thông tin với nhau để biết cái lượng hàng của thanh long nó sẽ có bao nhiêu, để mình biết mình liên kết lại nhau và tìm được ra những cái giải pháp tốt để trồng thanh long theo hướng ở Long An tôi thì có là trồng theo hướng công nghệ cao, cao để cho làm cho thanh long bền vững và tạo được cái thương hiệu thanh long Việt Nam càng ngày càng tốt hơn. Mà riêng cái điều đó chúng tôi cũng nói thêm là để đàm phán một cái trái cây xuất khẩu chính ngạch chúng ta có thể mất từ 2 năm cho đến 12 năm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà để đã vào chính ngạch rồi mà chúng ta không đạt được những cái yêu cầu về nhập khẩu chính ngạch thì có thể một lần thẻ vàng, một lần thẻ đỏ là coi như chúng ta phải làm lại từ đầu. Thì đó là cũng là một cái chuyện nó vừa thuận lợi nhưng nó cũng vừa khó khăn. Nó có nhiều yếu tố ngoài hàng rào kỹ thuật, hàng rào thuế quan, hàng rào kiểm dịch, nó còn nhiều cái hàng rào khác. Thì chúng tôi cũng mong rằng là khi mà đàm phán hay là khi mà chúng ta đi vào trong những cái xuất khẩu và với những cái điều kiện chúng ta đã quản lý được vùng trồng, chi xuất nguồn gốc, xây dựng vùng nguyên liệu liên kết rồi, chúng ta đã có những cái cụm chế biến rồi giao dịch vân vân, chúng ta đã có những yếu tố này rồi thì sự xung sức của các địa phương và lúc đó chúng ta đã nghĩ tới những cái chuyện khác, nâng cao cái giá trị của thanh long bằng những cái kỹ thuật khác. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng làm được, ví dụ như là gia tăng mùi thơm hay là tạo nó thêm là hồng cánh phấn hay là giống như son môi của Shiseido, nó mình làm ra rất là nhiều màu khác nhau. Thì như vậy là tôi nghĩ rằng là trái thanh long vẫn là một cái trái mà nó có thể là một cái mặt hàng chủ lực của nhiều địa phương, làm giàu cho nhiều bà con nông dân và sẽ còn tồn tại trong một thời gian rất dài nữa đối với ở Việt Nam. Rất là cảm ơn hai vị khách mời. Và thưa quý vị, có một điều không thể không khẳng định rằng là trái thanh long là loại trái cây xuất khẩu số 1 của Việt Nam, và Việt Nam cũng là thị trường xuất khẩu thanh long lớn nhất trên thế giới. Thế nhưng mà trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái khó khăn, như mình có thể nhìn thấy khi mà thị trường xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, khi mà việc xuất khẩu của chúng ta vẫn đi theo đường tiểu ngạch hay vì những lý do khách quan như dịch bệnh COVID-19. Mặc dù vậy thì có một điều khác chúng ta không thể không khẳng định, đó là trái thanh long thì vẫn rất là tiềm năng đối với Việt Nam của chúng ta. Như hai vị khách mời có chia sẻ rằng là thanh long Việt Nam của chúng ta thì ngọt hơn, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng hơn, đúng không ạ?
Hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị, đặc biệt là bà con nông dân, chúng ta cũng có cái nhìn toàn cảnh hơn về việc sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu trái thanh long, để từ đó thì chúng ta có thể là có được một bài toán kinh tế thật là hữu ích cho chính bản thân mình và cho địa phương của mình. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.